Hôm nay em rất là vui và xúc động bởi vì để chuẩn bị cho 10.000 mét này thì em chấm luôn rất là lâu và để chuẩn bị và vui chuẩn bị và thời gian chuẩn bị và thời gian và chuyên môn của em thì bọn em là 1 tháng thì em rất là lo và không biết là mình có đủ khả năng để tham gia thi đấu và tranh tài cuộc thi này hay không, và em sợ là kỳ vọng của hết thành được viên nào ngay cả bản thân em và tất cả mọi người kỳ vọng thì em sợ mình sẽ không làm được lớn. Nhưng hôm nay em rất là xúc động khi mà mình đã làm được và mình đã vượt qua chấn thương của mình để hoàn thành được thành tích ngày hôm nay. Giải vô địch quốc gia được tổ chức không có nội dung marathon mà thay vào đó là nội dung 10.000m thì em đã tập trung và muốn hoàn thành được phát kỷ lục quốc gia thì em đã làm được ở tại giải vô địch quốc gia vừa rồi. Thì với thành tích kỷ lục quốc gia thì huấn luyện viên của em đã hướng cho em sang nội dung 10.000m thay vào đó là marathon. Và lý do thứ hai đó là bởi vì lịch 10.000m vào chiều 18 và marathon vào sáng 19 nó khá là sát nhau cho nên là em không thể nào tham gia marathon hai nội dung cùng lúc được. Việc vắng mặt của bạn Huệ Quảng Ninh thì nó có tác động như thế nào đấy việc quyết định lựa chọn một cái này? Khi mà chị Huệ không có mặt nữa thì nó cũng thúc đẩy tinh thần tập luyện của em hơn để giành vị trí ngôi vương thuộc về mình ạ. Sau khi giành huy chương vàng 10 km thì em có dự định là thay đổi nội dung trong thời gian sắp tới không? Ước mong của em thì vẫn là nội dung marathon cho nên là em sẽ cố gắng tập luyện để thực hiện hai nội dung cùng lúc đó là 10.000m và marathon ạ. Có lo lắng khi mà cái vận động viên sinh mà bám sát em mấy vòng đầu không? Thật sự em không lo lắng ạ, bởi vì gọi như là hôm nay thì em đi cùng đồng đội cho nên hai chị em cùng hỗ trợ nhau và dìu nhau để có một cái mang một vinh quang về cho đội tổ.